Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã nhất trí tăng cường quan hệ quân sự, trong đó có cam kết tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên. Động thái được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh ba bên tổ chức tại trại David, nước Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật Hàn lần này là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa ba bên, được tổ chức độc lập và cũng là lần đầu tiên Tổng thống Biden mời các nhà lãnh đạo nước ngoài tới trại David. Tình hình an ninh ở khu vực Đông Bắc Á và thế giới là một trong các vấn đề được các nhà lãnh đạo đưa ra thảo luận. Trong tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh, ba quốc gia đã cho hay sẽ cùng tham vấn thường xuyên về các cuộc khủng hoảng, đồng thời phối hợp ứng phó với các thách thức động thái khiêu khích và đe dọa khu vực gây ảnh hưởng đến lợi ích chung. Bên cạnh đó, ba nước cũng đã đưa ra cam kết sẽ tổ chức tập trận quân sự chung thường niên. Giới quan sát nhận định hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ thể hiện sự thống nhất, làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa ba quốc gia, mà hơn thế nữa, sự kiện còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hàn gắn ngoại giao giữa Seoul và Tokyo vẫn còn tồn tại bất đồng trong nhiều năm qua. Phát biểu sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc tại trại David, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, trong bối cảnh đang có nhiều khúc mắc giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới. Trước đó, Tổng thống Biden đã có cuộc gặp đầu tiên trên cương vị tổng thống với nhà lãnh đạo Trung Quốc vào tháng 11 năm 2022 tại Bali. Tại cuộc gặp này, hai bên đã nhất trí hợp tác để giải quyết căng thẳng song phương. Tổng thống Biden dự kiến mời chủ tịch Trung Quốc tới San Francisco vào tháng 11 tới, khi Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC. Hai nhà lãnh đạo cũng có khả năng gặp nhau vào tháng 9 tới tại New Delhi, Ấn Độ, bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20.